Xin chào các bạn, mình đến từ Anabim. Với bài học hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra những hình vuông dựa trên những cái đường tròn đã tạo từ bài học trước. Thì cách tạo hình vuông nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ chọn tạo theo hình đa giác nội tiếp những đường tròn này. Các bạn search vào đây, đây là polygon. Ở đây các bạn sẽ chọn là regular polygon. Các bạn kích vào. Mình sẽ nhập giá trị đường tròn vào đây. Các bạn sẽ thấy rằng mình đã tạo được những cái đa giác như thế này và mình sẽ kiểm soát cái cạnh của nó. Kiểm soát cạnh của nó như thế nào thì các bạn search đấy là nút Integer Slider. Đây. Các bạn chú ý ở đây, mình để min là ít nhất là 3 cạnh mới tạo được đa giác. Thứ hai, max là mình sẽ để khoảng 6 cạnh thôi. Các bạn ẩn đi và kết nối vào đây. Các bạn sẽ thấy là mình đã tạo được hình đa giác 3 cạnh. Và để tạo được hình vuông thì mình sẽ tạo là 4 cạnh như thế này. Và các bạn chú ý ở đây thì mình chỉ muốn tạo đa giác thôi, mình không muốn tạo những đường tròn như thế này. Thì các bạn kích vào nút đường tròn này và các bạn kích chuột phải và tắt preview, tức là mình không muốn hiển thị đường tròn. Các bạn tắt đi. Thì các bạn thấy rằng mình đã tạo ra được những cái hình vuông qua những cái điểm như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.